Vậy là Dị Nhân một ki phát bằng chân, còn Thanh Tùng đến từ Yên Thủy Hòa Bình sẽ là hai ki và phát bằng tay. Dị Nhân không cần nghỉ, không cần uống nước. Thi đấu kèo ki thứ 3. Tiên ơi, tiếp theo bao nhiêu đấy? Dị Nhân là một giáo viên mọi người nhé. Anh dạy thể dục cấp 2 ở Bình Định. Anh từng học trường thể thao 2 tại miền trong. Anh sinh năm 91, cao 1m62. Vẫn đang độc thân. 21. Điểm cho Dị Nhân 21. Phát bóng ra ngoài của Dị Nhân, điểm 2 đều. Còn nhiều anh em nhắn cho mình cũng như là Lê Gia Thụ, cũng như một số anh em nhắn cho Đỗ Nguyên Hưng để cáp kèo. Mình cũng nói thẳng rằng mình không cáp kèo cho ai cả. Anh chị em nào muốn giao lưu với Dị Nhân hoặc là đánh kèo với anh em khác thì cứ 5 giờ chiều ra sân VSD gặp ai thì đánh thôi. Còn thực sự mình rất bận, mình còn công việc ở thương hiệu bóng chuyền VSD. Và buổi chiều mình rảnh rỗi thì mình phát sóng live stream, gửi đến hình ảnh, truyền tải những kèo đấu trực tiếp đến tất cả anh chị em yêu bóng chuyền Việt Nam trên khắp thế giới. Và đặc biệt gửi lời chào và lời cảm ơn đến anh em Việt Nam ở Đài Loan, ở Nhật, ở Hàn. Những người đã ủng hộ cho thương hiệu bóng chuyền VD là những sản phẩm rất tâm huyết của anh Đỗ Nguyên Thanh. Đó là những đôi giày chuyên cày sân bê tông, có lót giảm chấn đỡ hại gối và lưng, và những bộ trang phục thi đấu. Và xin chia sẻ một thông tin nữa là chủ nhật tuần tới này, thương hiệu bóng chuyền VSD là anh Đỗ Nguyên Thanh sẽ tác nghiệp tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc mọi người nhé. Và giải công an tỉnh Thái Bình VSD cũng sẽ tác nghiệp tại đấy. Khá tốt của Thanh Tùng. Đáng tiếc là bóng ra ngoài. Thanh Tùng đang đánh vào thể lực của Dị Nhân, bắt anh phải chạy khắp nơi. Thanh Tùng đến từ Yên Thủy Hòa Bình, đồng hương và cùng huyện với Lợi Cá Rô, Văn Thống, Văn Đông. Rất hay. Mặc dù di chuyển rất nhanh nhưng Dị Nhân áo đỏ của chúng ta cũng phải bó tay trong pha bóng vừa rồi. Sau những ngày Dị Nhân ở chảo lửa VSD, mình nhận thấy Dị Nhân nghiện sơ tinh đỏ. Một ngày không biết anh uống bao nhiêu chai. Có thể vì xì tinh đỏ lên thể lực của anh rất tốt. Mọi người có thể thấy body 6 múi của Dị Nhân. Bóng trong sân. Bảy bốn anh Trường Giang. Điểm 7-5. Ra ngoài mất rồi. Một pha xử lý ở pha truyền một hơi sát lưới. 6-7 cho Dị Nhân. Dị Nhân chỉ được một ki sang ngay. Như vậy anh vừa phải phòng thủ và tấn công. Còn bên Thanh Tùng vẫn còn, Dị Nhân đã cứu được pha bóng vừa rồi, một pha xỉa lưng vẫn còn. Ra ngoài mất rồi, quá đáng tiếc. Phải đáng khen cho Dị Nhân, đẳng cấp của anh đã được thể hiện sau những pha cứu bóng vừa rồi. Đang đối đầu với cầu thủ trẻ, có kỹ thuật và rất nhanh.
Thị Nhân đang chấp Thanh Tùng 2 ki phát bằng tay, Dị Nhân đánh 1 ki và phát bằng chân. Lúc này Dị Nhân đang mệt và xin dừng trận đấu để uống nước. Vẫn còn bóng vừa đủ để mang về điểm số vừa rồi, 8-7 cho Dị Nhân. Trước đó thì Thanh Tùng đã có một pha kỳ giật ngắn rất khó. Thanh Tùng có hai quyền chạm kỳ, anh có quyền điều và xử lý, đó là lợi thế. Vẫn còn Thanh Tùng rất nhanh. Chúng ta có thể thấy sự di chuyển ngang của Thanh Tùng nhanh. Bóng ra ngoài rồi, bóng đã ngoài cọc giới hạn. Điểm 8 đều. Lúc này thì Thanh Tùng quan sát thấy anh thở vẫn còn bình thường, nhưng Dị Nhân đã thở dốc rồi, anh tỏ ra mệt hơn rồi. Về độ tuổi thì Thanh Tùng cũng trẻ hơn. Ôi, ra ngoài rồi. Xin chào 330 anh chị em. Bóng trong sân. Tiếp tục là những pha phát bóng y. Khó rồi. Điểm bao giờ bao nhiêu anh nhỉ? 11-8. Pha bóng vừa rồi ra ngoài, 9-11 cho Thanh Tùng. Xử lý tốt của Thanh Tùng. Vâng, Dị Nhân đã cứu được pha bóng vừa rồi, quá hay. Ngay sau đó thì Thanh Tùng đã có một pha kết liễu về cuối sân. 10-11. Khoảng cách lúc này chỉ còn một điểm thôi. Dị Nhân tiếp tục ra uống nước. Thể lực của anh rất tốt, nhưng anh cũng chỉ là con người thôi, không phải là máy móc. Anh đang rất cố gắng. Vẫn còn. Sang được rồi. Ra ngoài. Đáng tiếc là bao nhiêu rồi anh? 12-10. Mười ba mười. Có lẽ chiến thắng lại thuộc về Dị Nhân trong kèo đấu này. Khó rồi. Mười bốn mười. Lúc này Dị Nhân cách chiến thắng chỉ là một điểm thôi, và Thanh Tùng cần phải đến tận 4 điểm số mới san hòa được. 14-10. Dị Nhân có 4 cơ hội quyết định trong kèo đấu này. Cố lên Thanh Tùng. Ô, thế là kèo đánh bao điểm đấy? 15-10. 15-10.
Có lẽ là 10 điểm trạm 16 mọi người ạ. Mình cũng chưa rõ. 11-15 cho Thanh Tùng. Này chiếc quần của Dị Nhân đã ướt hết rồi, mồ hôi của anh tuôn ra như tắm. Thực sự nếu anh thi đấu như vậy thì cơ thể anh không có mỡ là đúng rồi, không có mỡ nào có thể chịu được thì anh hàng ngày chơi. Vâng, anh tiếp tục mời chào Trường Giang. Trường Giang trong những ngày hôm nay đã thi đấu rất nhiều kèo kỳ với Dị Nhân và anh chưa thắng được Dị Nhân kèo nào.